Ok luôn anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì nếu mà anh em đã không biết thì là buổi trước là chúng ta đã đi tìm được cái lâu đài ở dưới đại dương ở đây. Đó. Nhưng mà có một vấn đề cực kỳ nan giải, đó là nó ở rất là xa nhà mình anh em ạ. Đây. Cái tọa độ của tôi đang ở -3500 và -2900. Đấy, khá là xa. Nên là kế hoạch của chúng ta hôm nay là như thế này các bạn. Nhanh gọn luôn. Vào trong địa ngục. Sẽ trèo lên trên nóc địa ngục anh em ạ. Sau đó là mình chạy thẳng về nhà. Mình cầm bom ra. Mình cầm các cái thứ đồ cần thiết ra. Và mình cho nổ cái cổng địa ngục. À mình cho nổ trên nóc địa ngục ấy. Và mình sẽ quay trở lại cái cổng ở chỗ này. Ok chưa? À, sau đó là tôi sẽ chuẩn bị đồ. Để tôi xây cái máy farm giám hộ biển anh em ạ. À, ok anh em nhá. Ok thì trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà. Nhưng mà anh em làm vậy là anh em ủng hộ tôi cực kỳ nhiều anh em ạ. Cực kỳ cảm ơn anh em luôn. Ok anh em ạ. Đây, buổi trước là tôi đã đi chặt được tí cây đây. Tôi đã làm được cái rương. Rồi, bây giờ ấy, chúng ta phải cầm gỗ vào để có làm thang mà trèo lên đúng không? Tôi thấy có mỗi gỗ cần thiết rồi đấy á. Cầm thêm đuốc vào nhờ. Than nệ châu nó có gì mình có làm đuốc. Rồi. Vậy được rồi đấy. Cầm thêm tí vàng nhờ. Châu có gì còn vứt cho mấy anh Picklin. Rồi ok các bạn. Đi vào thôi. Thì bây giờ ấy, muốn lên trên tầng nóc địa ngục ấy, là chúng ta cần phải đánh một thằng Enderman. Nên là tôi nghĩ là tôi sẽ xây lên trên này để tôi nhòm thử xem mà xung quanh có thằng Enderman nào không anh em ạ. Úi rồi, đây là vùng tàn tích luôn đấy anh em. Nên là anh em mới thấy nó có mấy cái khói trắng trắng thế này. Cái này là cho tàn địa ngục anh em nhá. Đấy, để tôi đào thử ra xung quanh một tí để tôi xem thử xem là nó không có đường cho mình ra à? Nó có đường cho mình ra không ta? Bởi vì là chúng ta mà xây cái máy farm giám hộ biển là chúng ta cần cực kỳ nhiều cát linh hồn anh em nhá. Rất là nhiều đấy các bạn. Có vẻ là chúng ta bị kẹt ở trong một cái chỗ. Tôi nghĩ là cái này tầng bao nhiêu nhỉ? Tầng 63 à? Nếu mà tầng 63 thì xung quanh nó cũng phải có lối cho chúng ta ra chứ ta. Hay là chúng ta đã bị kẹt ở dưới lòng đất hay sao anh em ạ? Tôi nghĩ chúng ta bị kẹt ở dưới lòng đất rồi. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ phải đi khám phá cái fortress. Thử xem là có cái đường mà nó dẫn mình ra ngoài không. Đây là có đường ra. Ui đẹp không anh em ơi? Ui đẹp không? Ui đẹp nhờ. Để tôi nhòm thử xem là đường lên đúng rồi. Không được quên nhiệm vụ. Bây giờ là phải đi tìm Enderman anh em ạ. Hôm nay là chúng ta sẽ không có đánh pháo đài cho lắm. Bởi vì thực ra pháo đài nó cũng chả có cái gì lắm đâu anh em ạ. À, thỉnh thoảng mình gặp cái rương thì mình có lút một tí đồ thôi. Đây để tôi xây cái này ra. Úi dồi ôi, nó bắn tôi à? Mất dạy anh em ạ. À, kệ nó đi. Tôi không có hứng chơi với nó lắm. Đấy. Xây đường mình đi qua. Tìm mẹ Enderman. Có anh nào không? Có anh Ender không? Úi dồi ôi, em chào các anh. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi, vực thẳm anh em ơi. Wow. Ok các em nhá. Chắc là tôi sẽ đi tìm Enderman một chút anh em ạ. Ok anh em ơi. Sau một hồi chạy trong địa ngục tôi cảm thấy nó khá là no hope. Bởi vì là bọn Enderman là chúng có chỉ spawn ra ở cái vùng cây xanh thôi các em ạ. Đó. Úi dồi ôi. Úi dồi anh Enderman. Ủa. Thế là tôi đã chịu khó tôi ra ngoài tôi đứng đợi. Đó. Và sau khi đợi tới đêm thì chúng có spawn ra rồi. Em chào anh. À quá ngon anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em mà tìm chỗ địa ngục mà không thấy thì anh em cứ ra ngoài anh em đứng ấy. Úi dồi ôi ngựa. Trời ơi, khổ thân em ngựa của tôi. Ủa ôi, tôi chấm em phát vé mất 3 trái tim nữa anh em. Trời ơi, đây là em mặc giáp kim cương rồi đấy. Nào ngựa, em cho anh lên trên nào em. Rồi. Ok anh em ạ, tôi có 5 ngọc rồi, ngon quá. Ngon quá anh em ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào trong địa ngục. Và tôi xây thẳng lên trên chạm bên trên nóc anh em ạ. Sau đó tôi ném ngọc lên. Tôi cầm theo gỗ chưa? À đây tôi cầm theo gỗ rồi, từ từ. Ok được rồi, để tôi dùng một cái để tôi làm cái craft table luôn.
Rồi, bây giờ chúng ta đào thẳng lên trên này luôn đi anh em ạ. Ok thì nếu mà anh em mà muốn tôi ui dồi ôi, à cái đường này là cái đường mà nãy mình đào ấy đúng không? Ok thì nếu mà anh em mà muốn tôi đi cái fortress này thì để buổi sau anh em nhá. Chứ buổi hôm nay là tôi xây cái máy farm là nó sẽ hơi lâu đấy, bởi vì là cái máy farm nó to lắm. Đó. Nên là chắc là hôm nay là tôi sẽ chỉ tập trung vào cái nhiệm vụ chính thôi. Tôi sẽ không đi cái fortress đâu. Đấy, cái fortress là cái pháo đài địa ngục đấy ha. Rồi. Đấy, bây giờ tôi đã đào một lúc để tôi lên được trên nóc thôi. Ok anh em, đây. Tôi đã xây xong cái đường lên rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ đi lên cho anh em xem thử xem mà nó nuột như nào ha. Đây. Đấy, thấy nhanh chưa? Rất là nhanh anh em ạ. Úi dồi ôi trời, ôi đánh tôi các bạn láo thật. Đấy, chúng ta mới chỉ đi lên được chỗ này thôi. Bây giờ chúng ta phải đi lên được trên nóc cơ để tôi xem thử không nào. Đây là 122 à? Nếu vậy thì lên đây chắc là vẫn chưa tới đâu đúng không? Đây là 123. Để tôi thử lên trên này thử xem là tới chưa anh em ạ. Đầu tiên ấy là mình cần phải làm cái thang. Mình cần phải có thang thì mình mới có thể trèo lên nóc Nether được anh em ạ. Đấy, làm cái gậy này. Xong cái thang. À, 6 cái đi nhỉ? 6 cái cho nó an toàn. Full đồ rồi, tôi vứt cái tên ra rồi. Đấy, phá cái craft table đi. Đây. Để tôi thử xây lên trên này xem thử xem là mình đã đủ để tới chưa nào. Tầng bao nhiêu? Ô, 125 rồi. Bây giờ ném ngọc thì có lên được không ta? Ok anh em ạ, bây giờ anh em có nhìn thấy cái targeted block không? Đó là cái dòng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái dòng thứ 8 ở bên tay phải. Đấy, targeted block đấy. Đó là -438 và -307. Là mình phải ghi lại anh em nhá. Chứ không chốc, bởi vì mình ghi lại để khi nào mình cầm bom ra là mình phá đúng cái cục này à, thì mình mới xuống được. Để tôi ghi lại anh em ạ. -438 này, -307. Ok anh em, rồi xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần ném ngọc là chúng ta lên rồi anh em ạ. Ném. Tôi còn quên gì không? Tôi không còn quên gì đâu đúng không? Ok, mình đi thôi anh em ạ. Cầu mong mà nó lên. Lên, lên, nó lên rồi anh em ạ, nó lên rồi. Nó lên rồi, được rồi. Bây giờ tìm đúng cái cục vừa nãy anh em ạ, tìm đúng cục vừa nãy. Đây, -438 đây. Đây rồi, -438 và -307 ấy rồi. Cục này anh em ạ, chính nó đây. Để tôi đánh dấu vào. Có đúng không? -438 này, -307 đúng rồi, chọn nó anh em ạ, ok. Bây giờ chúng ta cùng chạy về nhà thôi. Đấy, tôi cắm cái đuốc vào, đánh dấu. Thì cái nhà của tôi là tôi nói chung là nhà của tôi là nó ở xung quanh cái điểm 0000 thôi đúng không? Hạ mình đi thôi. Ok anh em, đây rồi. Cái cổng nhà tôi đây rồi đó. 76 và 89 đó. Về rồi anh em ạ. Đấy, ăn tí rồi về. Rồi. Bây giờ chúng ta về ấy, là chúng ta sẽ mang TNT ra để chúng ta cho nổ cái anh em nhá. Cho nổ cái cục bedrock ở cái cổng mới của mình đấy, ở cái cổng mà cái chỗ lâu đài đại dương đấy. Thế thì bây giờ mà muốn về đơn giản lắm là anh em vào lại trong cổng này. À, xong rồi thì anh em sẽ tele đến cái cổng ở gần nhà đây này đó. À, đúng không? À, xong anh em vào lại đây. À, nó hơi rắc rối một tí anh em ạ. Rồi. Về tới nhà rồi. Ok. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị TNT. Và tôi chuẩn bị một chút đồ để chúng ta chuẩn bị xây máy farm luôn. Ôi, anh em ơi, em chào anh. Để tôi giết anh ấy tí anh em ạ, để tôi có thêm tí cọc hơ. Em chào anh, từ anh ấy. Từ anh ơi. Từ anh. Từ. Khỏe lắm anh em ạ. Rồi, chết rồi ha. Chết rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị TNT anh em ạ. À, ok anh em ơi, tôi mới chuẩn bị một chút đồ đây. Đấy, và tự nhiên thì anh dân này là anh thoát ra ngoài anh em ạ. Vì sao thằng dân mất dạy này thì nó lại dám trốn ra ngoài này, trời ơi. Ôi, đi vào đây em ấy, rồi, ô, ngoan thế hả?
tự sao quay lại đi lại luôn anh em ơi. Thì anh dân này là một anh dân ở nhà tôi đấy anh em. Thì anh ấy tự biết trèo thang rồi anh tự trốn nó luôn anh em ạ. Khá là thông minh. Để tôi phải đưa anh ấy trở lại anh em ạ. Đây đó, chúng ta sẽ đào như này. Đây đó, đào tí là đến cái nhà mình rồi đấy đó. Phá cái này ra. Tôi vừa mở cửa ra để tôi lên đấy, thì tự nhiên anh dân đến qua luôn đó. Thì nãy là tôi cũng đã đào cát rồi đấy anh em ạ. Đào cát để tôi làm TNT. Làm TNT để chúng ta cho nổ cái cổng đấy, cho nổ cái bedrock đấy đó. Thì nãy là tôi cũng đã có lên trên mạng và tôi xem chi tiết lại cái video của họ. Thì tôi nghĩ là tôi cũng đã hiểu được cái nguyên lý hoạt động nó của cái đấy rồi anh em ạ. Nên là tôi nghĩ là lần này chúng ta sẽ thành công thôi đó. Chúng ta sẽ không bị như lần trước đâu. Anh dân nhỉ, anh vào đi anh nhá. Anh đừng có vớ vẩn với em. Nào, phá cái chuyện ra. Ơ, rồi xuống kia anh ấy. Đây, đấy, để tôi phá cái đường cho anh ấy đi. Này anh, qua bên này này anh. Đập nước cho anh ấy chảy xuống anh em ạ. À đây, 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 đây. À, bị kẹt nữa à. Rồi, hết kẹt chưa em? Xuống em. Rồi, ok anh em ạ. Đấy, để tôi xây lại cái chỗ này một tí. Ê, vừa chúng mình phá đi hai cái ở đây đúng không? À, đây này, đây này, đây, đây, đó. Rồi, đây dùng cát. Vừa tôi đã đào khá là nhiều cát rồi đấy, xúc khá là nhiều cát. Xây vào, xây vào. Rồi, rồi đẹp như mới các bạn ơi. Đấy, đẹp như mới. Đấy, bây giờ tôi sẽ xuống và tôi craft bom. Ấy vì sao nó bị hỏng cái này? À, nó bị hỏng cái này của tôi này. Để tôi xây lại cái này. Đấy, cái khung treo của tôi. Sau đó là tôi đặt đá vào. Rồi, đây tôi craft bom cho anh em xem. Đấy, craft bom thì mình sẽ craft nhiều nhiều tí ớ. À đúng rồi, tôi còn chưa có thuốc súng. Đây, thuốc súng đây. Rồi, tôi sẽ làm nổ cái bedrock ở hai chỗ anh em nhá. Một là cái cổng nhà này của mình, và hai là cái cổng ở cái chỗ lâu đài. Đấy, chúng ta đi thôi. Tôi cất cái thuyền đi rồi thì tôi đi thôi anh em ạ. Ok. Thì là nếu mà anh em có nhớ là hồi trước là cái cổng ở chỗ nhà của tôi là tôi đã có xây một cái đường thẳng đứng lên rồi đấy. Đấy, nên là bây giờ là chúng ta sẽ còn không phải đi cái đường vòng vòng nữa. Chúng ta có một cái đường thẳng rất là đẹp. Đâu ấy nhỉ? Đây này. Đấy, chính nói này. Đấy, đi thẳng lên. Thì xây cái máy này nó khá là rắc rối đấy anh em. Nó rắc rối, nó không phải là cái đoạn xây mà là cái đoạn mà mình phải đứng ở đấy rồi mình cho cái máy nó hoạt động cơ. Và mình phải giữ nguyên cái chuột phải ấy. Nhưng mà thực ra là họ khuyến khích là chúng ta nên đổi cái chuột phải nó qua một cái nút nào đó. Ôi, thế cha rồi. Chỗ này tôi còn chưa lên được. Úi dồi, anh Piglin, anh gì đấy anh? À, có vẻ là anh ấy bực tôi là bởi vì là tôi không có vàng anh em ạ. Sao? Làm sao? Làm sao? Láo anh em ạ hả? Láo? Các anh ấy đi lên đằng đây à? Chặn lại anh em ạ. Đấy, mình không cho các anh ấy lên nữa. Chứ các anh ấy lên rồi các anh đánh mình nguy hiểm quá. Đấy, thôi rồi, tôi sẽ phải ném ngọc để tôi lên rồi anh em ạ. Đây, mình cứ giữ cái nút đi lên thôi. Ném ngọc. Lên đấy mày. Rồi 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 rồi. Cứ từng bị kẹt. Đây, phá cái khối này đi. Xong rồi mình sẽ đặt cái piston nó ở bên dưới khối này anh em ạ. Phá đi. Đặt piston vào. Rồi, đặt hắc diện thạch vào. Đặt một cái khối khối block lên. Rồi, TNT vào đây. TNT vào đây. Cần gạt. Cần gạt vào đây này. À, chắp đo. Cái cửa sập vào đây. Đấy, nó giống y hệt như là hồi trước ấy đúng không anh em? Nhưng mà bây giờ nó khác một cái, đó là chúng ta sẽ phải vào tùy chọn này, vào điều khiển này. Chúng ta chỉnh cái sử dụng vật phẩm và đặt khối này này. Chỉnh nó qua một cái nút nào đó. Tôi đặt nó qua là B. À, đặt nó qua cái nút B. Thì bây giờ là mình đặt khối là mình sẽ ấn nút B thì nó đặt anh em ạ. À, ok chưa? Bây giờ là tôi phải làm thêm một cái piston nữa. Ôi may quá là tôi có mang đủ đồ anh em ơi. B này, á, à, ôi B này, rồi. Tôi sẽ mình làm piston là mình đặt thế này này. Đá cuội này. Rồi thì cái redstone vào đây sao ấy, và cái bạc vào đây. À không, nhầm đấy, thế này. Ok chưa? Đó, xong bây giờ mình sẽ phá cái này đi. Thì bây giờ là mình như này anh em nhá. Đầu tiên ấy là mình sẽ nằm xuống này.
xong mình cầm piston vào tay, thấy chưa? Mình gạt, gạt một cái, xong mình chạy qua bên này, mình nhìn lên trên cái đỉnh bên trên nó của cái khối hắc diện thạch này, xong mình giữ lì cái nút B. Đấy, cái đấy là kế hoạch anh em nhá. Ấn B này, xong qua đây. Ấy cái gì đấy, trời ơi. Trời ơi, lỗi rồi. Tự nhiên cái thằng này nó bị lỗi, nó nấy lên này các bạn. Ô, nổ bom như vậy nó làm thương bọn Pikli luôn kìa. Để tôi làm lại thử phát nữa cho anh em xem anh em ạ. Từ từ ở đây, đặt khối này vào này. Đặt cái đá mịn này vào. Đá mịn hay là cái gì cũng được anh em nhá, nó chỉ là một cái khối, một khối block là được. Đấy, để tôi đặt cái cửa sập vào. Cửa sập vào, lỗi quá. Vì sao mà tự nhiên cái thằng ấy thì nó đi nó ngồi lên chả hiểu hờ. B này. Úi chết cha rồi. Piston của tôi đâu? B. Ô. Đấy, ôi giời ơi, đấy, tôi bảo anh em rồi mà. Tôi bảo anh em rồi. Ôi giời ơi. Chuyển nó lại qua chuột phải. Đấy. Chúng ta sẽ giữ lì cái nút B anh em ạ. Đấy, xong xong. Thế là chúng ta đã phá được bedrock rồi anh em ạ. Đã đi lên được rồi. Quá ngon. Bây giờ tôi sẽ chạy qua cái cổng mà ở cái chỗ lâu đài giữa đại dương ấy, và tôi phá nó luôn. Rồi, để tôi qua thôi anh em ạ. Ok anh em, đây chúng ta tới ở đây. Ồ, đó, quá ngon. Đấy, chúng ta sẽ lại làm y hệt như vậy. Đầu tiên là phá cục ấy đi này. À, xong mình đặt cái piston nó ở đúng cái vị trí của cái khối này. Đấy ha. Phá đi này. À, đặt piston vào, ok chưa? À, xong dùng obsidian đặt vào bên cạnh. Đặt bom vào đây, đặt bom vào đây. Đá mịn đâu? Đặt đá mịn vào đây. Cầm piston ra. Cầm cái cần gạt ra. Cần gạt vào. Xong rồi thì chắp đo. Đây rồi. Cầm cái piston vào tay, chứ không chốc lại quên đấy hờ. Đấy, đầu tiên ấy lại tiếp tục vào điều khiển, nó lại chỉnh cái chuột phải này xuống cái B. Ok chưa? Đấy. B này. B tiếp này. À, mình nằm xuống rồi đúng không? Mình cầm piston vào tay rồi đúng không? B. Xong qua đây thì mình cứ giữ lì B các bạn. À đấy, ui ngon ngay các em ơi. Ơ. Ồ. Không được anh em ạ. Thì là nó có phần trăm thành công anh em nhá. Nhưng mà có vẻ cái này không được rồi. Có vẻ cái này chắc là bị thất bại rồi. Để tôi làm lại đây. Hãy bom vào. Được rồi anh em, được rồi. Ôi giời ơi. Quá ngon, quá ngon. Đây là cái lần thứ 3 tôi làm anh em nhá. Đấy, cái lần thứ 3 cái được luôn. Quá ngon. Đấy, chuyển nó qua chuột phải. Đấy, xong rồi. Ồ, thích quá. Tốt rồi anh em ạ. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Đấy. Bây giờ ấy là tôi sẽ xây một cái cột để tôi đánh dấu chứ đúng không? Để đánh dấu thì lần sau là mình còn biết cái này là lái cổng của mình anh em ạ. Để tôi xây một cái nó giống cái cổng đi cho nó đẹp vậy. Đấy, cổng. Kêu em ạ. Rồi. Đấy, trắng trắng cái này sau này mình đi lên là mình nhìn cái là mình biết. Đấy, được rồi, bây giờ tôi sẽ chạy về nhà. Bởi vì chúng ta đã xong cái mục đích là xong cái chuyện là mình làm trên Nether ấy, mình làm trên nóc Nether là mình tạo được cái đường mình chạy về nhà đấy đúng không? Đó. Bây giờ ấy là chúng ta sẽ phải chạy về nhà, chúng ta chuẩn bị đồ ấy các bạn. Đó. Chuẩn bị đồ và sau đó quay trở lại đây và xây máy farm. Xây máy farm giám hộ biển anh em nhá. Ok anh em ơi. Thì tôi đã quay trở về nhà và tôi đã dọn được khá nhiều đồ rồi anh em ạ. À, và bây giờ là chúng ta cần phải chế thuốc anh em nhá. Ấy thì anh em có thể thấy là hai con mắt dậy kia đang bắn tôi. Bởi vì nãy là tôi đã giết thằng thương nhân anh em ạ. À, đó, sau bao nhiêu ngày cuối cùng nó cũng spawn ra thằng thương nhân. Và tôi giết nó rồi, đây tôi có hai cái dây đây bởi vì nó quá mắt dậy. Và nó còn không trao đổi với tôi bóng nhờn chứ thằng mắt dậy. À, tôi giết nó luôn. Và tôi mang hai em lạc đà về, tôi bắt hai em là của riêng anh em ạ kia đấy. Hai em trong kia đấy. Ok thì bây giờ chúng ta phải chế thuốc anh em ạ. Bởi vì là xây cái máy farm Guardian này, cái máy farm giám hộ biển này là nó cực kỳ nguy hiểm anh em nhé. Bởi vì là chúng có bắn khỏe lắm. Nên là chúng ta sẽ cần phải có 3 loại thuốc. Thuốc thứ nhất ấy, đó là thuốc thảo dưới nước. Bởi vì chúng ta xây ở dưới nước mà nó rất là nguy hiểm.
chúng ta phải có thuốc thở chứ không là chúng ta chết đuối. Thuốc thứ hai là thuốc tàng hình anh em ạ, bởi vì chúng có bắn khỏe lắm nên là mình phải có thuốc tàng hình để mình trốn đấy ha. À, thuốc thứ ba ấy đó là thuốc nhìn trong bóng tối, bởi vì là dưới biển nó tối lắm anh em ạ, tối đen kinh khủng luôn. À, nên là phải có ba cái loại thuốc đấy để tôi xuống tôi cầm thêm cái redstone để tôi xây cho nó, để tôi làm thuốc cho nó được tăng lên level 2. Mình có thêm redstone là thời gian của thuốc nó sẽ lâu hơn đấy. À, đúng rồi anh em nhá, cả một cái nữa đó là nếu mà mình mà muốn làm cái nếu mà mình mà muốn làm cái thuốc tàng hình và cái thuốc nhìn trong bóng đêm ấy anh em ạ, là mình cần có cà rốt vàng. Nhưng mà chết cha rồi, tôi không có cà rốt vàng rồi. À, nhưng mà tôi có nhớ ra cách anh em ạ. Tôi vừa mới nhớ ra cách thôi. Đó là tôi sẽ đi đổi đồ với anh nông dân. Bởi vì là anh nông dân là anh cái đổi đồ của mình một lúc là cái mức level cuối cùng của anh ấy, là anh ấy sẽ đổi cà rốt vàng cho mình đấy. À, nên là tôi sẽ mang đồ ấy, tôi đổi với anh nông dân. Đây anh em, anh em có thể thấy cái huy hiệu của anh nông dân này là vàng ấy, là cái anh mà hồi trước là mình hay đổi đồ với anh ấy đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ đổi với anh ấy các bạn, thì tôi nghĩ là tôi sẽ đổi bánh quy đi đúng không? Đấy, bởi vì tôi có khá nhiều ngọc nên tôi có thể đổi bánh quy. Ôi chết cha, vứt ngọc ra vậy nguy hiểm anh em ạ, vì biết đâu là bọn này nó ăn cướp của tôi. Được rồi, để tôi đổi với các anh này, để tôi lấy ấy nào. Nào, anh nào muốn đổi bạc với em nào? Đấy, hờ, anh nào nữa nào? À, sao có một anh này? Đây, anh làm vũ khí. Đấy, khá là nhiều, chúng ta lại tiếp tục chúng ta đổi với các anh. Anh làm đồ ăn, làm ruộng đấy, đâu ấy nhở, các anh đâu ấy nhở? Rối quá, cái bọn nào đông quá anh em ạ. Đây, bánh quy, rồi anh lên level rồi anh em ạ. Để tôi cất một vài cái đồ lung tung vào đây cho nó bớt ấy nào. Để cất tặng mấy anh ấy anh em ạ, rồi hãy đi nhặt cái ngọc, rồi thì đi nhặt cái xô nước của tôi. Rồi các anh này, giờ anh lên level thì anh chết cà rốt vàng của tôi chưa? Ủa chưa nữa anh em ơi, được rồi, tôi sẽ chết bánh ngọt với anh em các bạn. Đấy thì bánh ngọt thì cũng dễ lắm, thì anh em cứ để hết bánh ngọt đây này. Bánh ngọt ở trong Minecraft là nó không bị hỏng theo thời gian anh em nhá. Nên là anh em cứ vứt ở đấy, khi nào mà anh em thích thì anh em đến rồi anh em ăn. Đâu rồi các anh, đấy đâu rồi các anh ấy, là anh lại trốn đâu rồi? Đây rồi, được thêm bánh ngọt đây anh ấy. Hả? Ui ôi chết rồi, đập nhầm rồi. Để tôi dùng cái cuốc gia tài tôi phá đi. Ui dồi ôi, không được luôn à. Nào, kệ đi, không sao, mình giàu mà. Đấy, được rồi, anh lên level đấy. Đấy, bánh đặt ra. Rồi, giờ anh lên level rồi, anh chết cho em cái gì? Anh ngủ cái gì, anh nghe dậy kìa. Giờ bánh đây kìa. Đấy, để tôi xem anh lên level rồi, anh đấy đấy, anh lên level đấy. Cà rốt vàng, ui ngon quá. Đúng cái tôi cần anh em ạ, có 9 cà rốt vàng là được rồi anh em ạ. Đúng cái tôi cần, ngon rồi. Ngon rồi anh em ạ. Chúng ta lên, chúng ta làm thuốc rồi. Đây là vừa nãy là tôi cũng đã lấy cái thuốc thở dưới nước rồi đấy. À, bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta cho chai nước bình thường vào. Xong rồi chúng ta cho cái bướu nè dơ vào. Đừng có bắn anh nữa mấy em ơi. Đọ cung ổng, đọ cung ổng một phát là bọn nó chết đây các bạn. À, nhưng mà tình thương anh em ạ, tình thương, chúng ta là con người mà đúng không? Chúng ta không có trẻ trâu như bạn nói anh em ạ. Chúng ta phải kiềm chế, kiềm chế các em ạ. Này, thuốc kỳ quặc. Đấy, sau cái thuốc kỳ quặc là chúng ta cho cà rốt vàng vào. Đấy, cái thuốc này là nó tốn tận cà rốt vàng luôn, khá là phí anh em nhở. Đấy thì các anh nông dân là anh ấy chỉ cho tôi cà rốt vàng thôi, chứ anh không cho tôi cà rốt. Mà anh mà cho tôi cà rốt thì tốt, thì tôi có thể trồng được cà rốt rồi đấy. Nhưng mà nào, đấy, thuốc nhìn trong bóng đêm. Sau đó chúng ta cho thêm bột redstone vào. Rồi, chúng ta đã có thuốc nhìn trong bóng tối đấy anh em ạ. Đấy, ngon rồi. Bây giờ ấy, chúng ta lại tiếp tục cho bướu nether vào để craft cái thuốc cuối cùng. Đó là thuốc tàng hình anh em ạ. Thuốc tàng hình, ôi ôi, vì sao nó thoát ra được, what the hell. What. Từ từ á, để tôi craft nốt cái này rồi thì tôi lôi con kia vào. Nó mất dậy quá các bạn, nó bắn vào hỏng hết cái giáp của tôi hả. Thuốc kỳ quặc này, sau đó là mình sẽ cho cà rốt vàng vào. Hả, để tôi lôi con này vào. Sao mày ra được? Đi ra đây, đi vào đây.
Rồi. Sao chúng nó cứ bắn nhau anh em ạ? Bây giờ làm sao để cho chúng nó không bắn nhau á nhở? Chúng nó cứ bắn tôi. Được chưa? Thuốc nhìn trong bóng tối á, sau khi có cái thuốc rồi nhá, là bây giờ chúng ta sẽ cần đến cái mắt nhện lên men. Mắt nhện lên men. Thì cái mắt nhện lên men đâu ấy nhở? Cái mắt nhện lên men là mình sẽ làm từ cái này này. Mình làm từ mía đúng không? À, mình làm từ đường ấy các mày. Đường của tôi, để tôi tra thử không nào. À, mắt nhện đây. Mắt nhện lên, à mình cần con nấm nữa anh em ơi. À đây đây, có nấm này. Nấm đâu? Nấm này. Mía đâu? Mía này. Mía là mình làm ra được đường rồi. Đấy, được rồi đấy, tôi làm ra được cái mắt nhện lên men đấy anh em ạ. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ra và chúng ta cho cái mắt nhện lên men vào. Là nó sẽ từ cái thuốc nhìn trong bóng tối nó tạo ra được thuốc tàng hình đấy. Đấy, khá là thú vị anh em ạ. Đợi một tí anh em ạ. À, xong rồi đó là tôi sẽ đi tôi dọn đồ. Dọn đồ và xong rồi đó là tôi đi tôi kiếm thêm đồ thôi. Mình có ba thuốc như vậy là mình đủ rồi đấy anh em ạ. Bây giờ là mình sẽ kiếm thêm cái khối thôi. Thì cái khối này kiếm rất là khó anh em nhá. Kiếm rất là lâu. Chúng ta cần hơn 400 cát linh hồn cơ. Đấy. Hơn 400 cát linh hồn luôn đấy các bạn ha. Khá là lâu anh em nhá. Và chúng ta còn phải cần thêm khá là nhiều cái khác nữa. 1700 block xây dựng anh em nhá. Nhưng mà tôi đã có máy phám đá rồi. Nên là tôi không có phải lo nữa anh em ạ. Đấy. Anh em thấy cái máy phám đá của tôi nó lợi ích chưa? Đây, á, thuốc tàng hình rồi. Đấy, bây giờ tôi đi tôi dọn tí đồ. Sau đó tôi đi tôi kiếm thêm các cái đồ cần thiết thôi anh em ạ. Là chúng ta có thể xây được máy farm rồi. Ok anh em ạ. Thì sau khi tôi xem lại cái danh sách, những cái đồ cần chuẩn bị là có 4 thứ. Và chúng ta chuẩn bị với số lượng cực kỳ lớn anh em nhá. Thứ nhất là đá. Là chúng ta cần phải có hơn 1700 cục đá. Thứ hai là cát linh hồn. Chúng ta phải có 482 cát linh hồn. Thứ ba là đất. Chúng ta phải có 441 cục đất đây các bạn ạ. À, khá là nhiều đúng không? Thứ tư là tảo bẹ. Chúng ta cần phải có 544 cái tảo bẹ. Ok các em. Thì để cho không mất thời gian đấy, thì ba cái video tiếp theo sẽ là ba cái video quay nhanh cái đoạn mà tôi kiếm ba cái mà nó khó nhất, đó là cát linh hồn này, đất và tảo bẹ, bởi vì là đá là tôi có máy phám đá đâu mà. Ok các em nhá.